Hi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại channel YouTube của mình. Thì tiếp tục cái series phần 3 mọi người. Thì hồi nãy mình cũng đã chơi hai cái con rồi. Thì một con là siêu xe, một con là slot bóng đá và cả lật bài anh em à. Lật bài mới lấy được vốn ấy. Quá hà não luôn. Rồi thì hôm nay thì vốn 8m mình sẽ vào cái con quay thú nha. Quá anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thấy thích thì ủng hộ cho mình một like và subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, mình vào mình đánh chiều trên luôn anh em ơi. Đánh lớn lớn tí nha, vốn đang cao á mọi người. Hôm nay là phải quyết định kiếm lời thôi. Hồi sáng giờ mình chơi thì chưa có lời lãi anh em à. Ok, thử hôm nay mình có lời lãi gì không nha. Rồi, ok anh em ơi, chạy thôi. Ai vô, rồi xong rồi. Để đầu gãy không mọi người. Rồi thì anh em nào mà muốn nhận cái code free cái con game Bbot này thì đường link tải game mình có game dưới bình luận nha. Mình có hỗ trợ code cho anh em trải nghiệm nha anh em. Order thì 20 cành anh em đăng ký game thì cũng gần được 8-9k gì nữa. Nói chung là anh em đăng ký game mình có 30k để trải nghiệm nha anh em. Ok, mình sẽ đánh vào kèo trên và mình cũng có gấp lên tí anh em à. Và anh em lưu ý nha, con game này nó có sự kiện nập đầu cho anh em nha. Anh em nào mà có đăng ký đồ các kiểu á, nập đầu 100 thì nó khuyến mãi 58k nữa nha. Ok anh em ơi, lụm kèo này. Lụm lại liền, ok chưa. Rồi, tới công chuyện tới nái luôn anh em ơi. Ây da, lên lại rồi. Tiếp tục nha mọi người. Cái này thì mình cũng đánh lại kèo trên thôi. Nói chung là mình đánh vốn lớn thì mình hay đánh kèo trên lắm anh em à. Chứ mình không có đánh ẩu nha. Đánh kèo trên thì nó khá là dễ ăn. Nhưng mà kiểu như nó ăn cũng không được nhiều nha mọi người. Nhưng mà nó tỷ lệ ăn nó cao hơn cái khúc dưới. Kiểu như anh em đánh tài xỉu vậy thôi. Nhưng mà cái này là nó ở trên. Nó dở hơn. Ok này, lụm én tiếp nha. Anh em biết tại sao mình nó dở không? Tại vì ở trên là x6 này, hai con x6. Ở hai bên thì x8. Thì ở dưới nó cũng có hai bên x8 anh em. Với lại cả x12 thì nó khó ra hơn nha. Thì tóm lại thì mình đánh kiểu trên thôi, cho nó dở ăn anh em ạ. Tiếp tục này mình đánh tiếp nha anh em. Cái này mình đánh x6 thì 600k, x8 thì 500k thôi, cứ ăn từ từ lên thử được bao nhiêu nha. Rồi, cái này mình húp tiếp nè. Húp chim bồ câu này anh em. Hôm nay quyết tâm kiếm tí lời thôi anh em à. Chứ đánh nhiều lúc mình không có lời được đồng nào hết. Ok, lên 11m rồi anh em. 48m thì lời lãi chắc cũng được 2-3-4m gì rồi anh em. Ok nhá. Rồi thì cái cây này mình sẽ bỏ qua nha mọi người. Nói chung là mình không có đánh cái này đi. Mình cũng dùng lại một cây xem thử như thế nào chứ mình đánh hoài chịu sao nói. Ok này, cái này ai da, cái này vẫn là lên được chim én anh em. Nếu mà mình có đánh thì mình cũng lụm được cây này ngon rồi. Thôi không sao anh em. Biết đâu thì nó vào sư tử hay là gấu trúc hay gì dữ thì sao đúng không? Cái này thì mình sẽ đánh full E8 nha mọi người. Ok anh em ơi. Anh em nào mà đã xem đến đây rồi thì thấy hay ủng hộ cho mình một like và subscribe nha. Anh em rảnh tay thì share lên cho bạn bè cùng xem nhé anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Quân X8 lụm này. Ai trời ơi, hên anh em ơi. Cái quả này mà mình đánh kèo trên thì mình gãy rồi. Hên là mình thông minh đấy. Mình đánh full X8. Ok, lên 13m này. Ngon nha. Lời anh em ơi, lời 5m mấy rồi. Ngon chưa? Rồi thì cái cây này mình đánh số lẻ đi anh em ơi. Cũng đánh kèo trên thôi, cho nó dở ăn thôi. Còn có bốn mấy ca lẻ vào thôi. Ây da. Vào không kịp 6k nữa anh em à. Thôi cỡ nha. Cái này mà có gãy thì mình nghỉ nha anh em. Thiệt rồi. Bại ơi, ơi hên quá hên. Tưởng đâu nó vào chim công nhá. Ai ngờ nó lên luôn anh em à, lụm kẹo luôn. Rồi thì cái cây này mình có lời là được 700 nữa nè anh em à. Nói chung là tuần lễ 700 đó, chứ không phải lời. Rồi thì mình sẽ đánh X12 và cá mặt với lại nói chung là đánh hết luôn anh em. Đánh còn đỡ lại mấy số lẻ làm gì. Nói thì nói đỡ lại số lẻ làm gì cho mình cũng là tiền đó anh em à. Nhưng mà cây này nó vào X12 xem. Ây rồi không được rồi. Vào cá mặt luôn là ngon rồi. Mình có đánh cá mặt 100k kìa anh em. X100 luôn ấy. Không phải ít đâu, nghỉ nha. Rồi vốn thì 8m mấy thì lên được 13m thì lời lãi chắc cũng được 5m anh em à. Thôi nghỉ thôi anh em chứ giờ mình cũng không có chơi nữa nha.
Rồi thì anh em nào mà muốn chơi và muốn test thử cái con game mình đang chơi như thế này á thì đừng lên tải game mình có game dưới bình luận nha mọi người. Anh em nào mà có chơi thì cứ tải game mình test thử nha. Mình có hỗ trợ code cho anh em trải nghiệm nha, 20k. Và anh em có liên kết số điện thoại và liên kết ngân hàng vào thì nó có khuyến mãi thêm 7-8k nữa nha anh em. Thì anh em chơi thì cứ tải về mà test thử nha. Ok, chúc anh em may mắn và thành công. Bye bye anh em nha.